Đây là đám thanh của xã Hậu Cường huyện Đức Phổ, bài loa xã địa phương. Thầy giáo Đăng Minh Sáng Tạo, thầy Hồ Văn Hào Quân Quang, giáo viên trường học cơ sở Nghĩa Thương Tư Nghĩa, còn lại là người sở hữu khối tài sản đại học khá đa số với 13 bộ đại học, được nhận thưởng cấp tỉnh và 6 đề tài sáng tạo khoa học kỹ thuật được công nhận sáng tạo khoa học kỹ thuật của sở khoa học kỹ thuật. Trong đó có 5 đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục. Điều đặc biệt là các công trình sáng tạo của thầy sẽ không thành công nếu không có sự giúp đỡ đắc lực là máy tính và internet. Gần 40 năm gắn bó với nghề giáo, cũng chừng ấy năm Hồ Anh Quang luôn tìm tòi sáng tạo ra những công cụ hữu ích phục vụ cho công tác giảng dạy, với mong muốn học sinh vùng nông thôn cũng tiếp cận được công tác giảng dạy hiện tại. Thầy Quang luôn mày mò tìm hiểu và ứng dụng hóa những phần mềm dạy học trên máy tính để học sinh ngày được học tập đầy đủ hơn. Những bạn vẽ màu thích thị giác đặc thù dễ toán nhỏ gọn, nghiên cứu được những thông tin hệ thống nhà báo để toán nhanh và sử dụng hiệu quả, tạo sự hài hòa trong tiết học. Một tiết học khô khan với những con số có thể biến đổi, có thể thay, có thể gây khó dễ cho đối người đối diện, lại nhận được sự hưởng ứng của sinh. Em Tô Phan Tấn Phát, học sinh lớp 7A muốn kể chuyện. Chúng em rất thích môn toán của thầy Quang vì thầy có những ứng dụng mới lạ. Mấy bạn học sinh yếu môn tính toán giờ thích học tiết của thầy lắm. Chính pháp của thầy chúng em có thể học thuộc ngay trên lớp.